Hello mọi người, chào mọi người đã quay trở lại với channel của Trinh. Video ngày hôm nay sẽ là video về Shopee haul. Cụ thể hôm ngày hôm nay thì Trinh sẽ review cho mọi người những cái mẫu túi xách mà Trinh vừa mới mua được ở trên Shopee. Tất cả những cái mẫu túi này đều rất là đẹp, da cực kỳ mịn, nhưng mà giá chỉ có trên 200.000 thôi, là một cái mức giá rất là phải chăng cho một chất lượng tốt như vậy. Tất cả những mẫu túi này thì mọi người có thể tham khảo để mà mua diện Tết nha. Chỉ còn tầm khoảng hơn một tuần nữa thôi, mọi người hoàn toàn có thể mua kịp để mà diện Tết. Tại vì tất cả những em này thì mọi người sẽ mua ở Shopee, cửa hàng ở Việt Nam chứ không phải là quốc tế. Đợt này Trinh biết là rất là sát Tết rồi, cho nên là khi mà lựa chọn một cái sản phẩm làm Shopee haul thì Trinh cũng ưu tiên những cái sản phẩm mà mọi người có thể mua ở Việt Nam hơn. Ok, không nói nhiều nữa, let's go. Tất cả những cái mẫu túi mà Trinh haul trong ngày hôm nay đều đến từ cùng một thương hiệu có tên là Mikoka. Nếu mà bạn nào có theo dõi Trinh từ lâu thì sẽ biết là Trinh đã từng làm một cái video review về những mẫu túi của Mikoka cách đây tầm khoảng 1-2 năm rồi. Nhưng mà nói trước là video này không có được sponsor nha mọi người. Chỉ là trong một dịp ngày 27 tháng 1 Trinh dạo Shopee, xong mà Trinh thấy có rất là nhiều deal flash sale của cái hãng túi này. Mà Trinh nhớ là hồi xưa mình dùng thì chất lượng túi rất là tốt, mà bây giờ giá cực kỳ rẻ luôn, rẻ hơn hồi trước rất là nhiều, mà còn là Shopee Mall nữa, cho nên mọi người có thể hoàn toàn tin tưởng và chất lượng luôn. Cho nên là Trinh đã quyết định tậu về 3 mẫu túi mà Trinh nghĩ là sẽ đại diện xuất sắc cho dịp Tết này, phù hợp với tất cả các sở thích cũng như là với tất cả các bộ đồ luôn. Ở đây thì Trinh đã lựa ra 3 cái mẫu túi rất là tiêu biểu, màu cũng tiêu biểu nữa, màu đen nè, màu nude, và dĩ nhiên Tết thì không thể nào mà thiếu màu đỏ được. Còn về dạng thì cũng rất là đa dạng nha. Ở đây có loại kẹp nách nè, Trinh thấy mọi người dạo gần đây rất là thích kẹp nách, thích túi kẹp nách. Năm nay hình như cũng đang rất là mốt túi kẹp nách đó mọi người. Đây, ở đây thì Trinh có tới 2 cái túi kẹp nách và một cái túi đeo chéo, đồng thời mọi người có thể dùng để kiểu đeo ở trên vai, kiểu shoulder bag cũng được luôn. Rất là xinh, rất là tiện, và mỗi một em thì giá chỉ có trên dưới 200.000 một chút xíu thôi. Đặc điểm chung của tất cả những em túi này là đều được bao bọc rất là cẩn thận. Hãng dùng cả túi ni lông nè, rồi túi giấy nè, và quan trọng là bao bọc trong một cái hộp cà tông á, cho nên là khi mà túi đến thì sẽ không có hề bị mất form, nhìn rất là chuyên nghiệp luôn. Và mỗi một em túi thì đều có một cái mạc thương hiệu rất là xinh. Thú vị nhất là trong mỗi một túi thì đều có những cái bịch hương như thế này. Lúc đầu Trinh tưởng nó chỉ là một cái bịch kiểu hút ẩm thôi, nhưng mà nó vừa hút ẩm mà nó vừa có mùi hương đó mọi người. Cái mùi hương đào nhẹ nhẹ rất là xinh. Nói chung là lần đầu tiên mà Trinh mua một cái túi giá trên 200.000 mà Trinh ưng như vậy luôn. Da của mấy bạn này cũng rất là mềm và rất là mịn, còn các họa tiết gold thì vô cùng sắc sảo luôn. Thôi bây giờ mình sẽ đi vào chiếc túi đầu tiên ha. Đây là một em túi xách đeo chéo nữ kẹp nách dáng công sở. Bạn này thì có tới tổng cộng là 3 màu khác nhau, màu trắng, màu vàng và màu đen. Ở đây thì Trinh đã mua một bạn màu đen. Da rất là mềm, rất là mượt luôn á mọi người. Trinh sờ vô bạn này thật sự hết sức bất ngờ luôn. Và những cái họa tiết dây kéo của nó nè, màu gold cũng rất là sắc sảo, không hề bị rỉ sét một chút xíu nào hết. Và cái dây đeo của nó thì hình giống như là kiểu thắt bím á mọi người, nhìn rất là lạ chứ không phải là một cái dạng dây trơn thông thường. Điểm đặc biệt là mọi người còn được tặng thêm một cái dây để mà đeo chéo nữa, vô cùng tiện lợi luôn. Nếu mọi người không thích cái dây đeo chéo này thì mình hoàn toàn có thể tháo ra thôi ha. Ở bên trong thì đựng được vô cùng nhiều đồ. Ở đây Trinh sẽ đựng được điện thoại, ví tiền, son, phấn, khăn giấy. Nói chung là rất đủ để mà mọi người đi chơi Tết, bao nhiêu bao lì xì cũng nhét vào đây đủ nữa. Và trong này có một cái túi zip để mà mình bỏ những cái đồ quan trọng như là giấy tờ vô trong này. Giá mà Trinh mua bạn này là 555.000, sale còn 319.000. Hôm đó Trinh mua flash sale là giá 319, còn giá không có flash sale thì cũng chỉ có 330.000 thôi, rất là rẻ. Trời ơi, Trinh highly highly recommend bạn này luôn. Nhìn rất là sang nha. Và Trinh nghĩ là nếu bạn nào mà thích cái màu sáng hơn thì mọi người hoàn toàn có thể mua màu trắng. Trinh thì Trinh nhìn vô cái bạn màu đen này thì Trinh sẽ thấy là sang hơn, nhưng mà khi mà mọi người phối cái túi màu trắng thì nhìn nó sẽ xinh hơn mỗi cái một kiểu. Thật sự khi mà Trinh nhìn là Trinh muốn hốt cả cái màu đen với cái màu trắng luôn, nhưng mà tại vì Trinh mua một cái túi kẹp nách khác màu trắng rồi, cho nên là Trinh quyết định mua cái này màu đen để cho mọi người có thêm nhiều màu để mà lựa chọn á. Highly 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 recommend.
bạn túi này thì mọi người rất là dễ phối hợp phong cách công sở cũng được, như là trên mặc một cái áo blazer nè, hoặc là thậm chí mặc một cái áo thun hoodie, rồi mặc áo dài, nói chung vô cùng đa dạng luôn. Sang bạn túi thứ hai là một cái bạn túi màu này là màu kem. Mọi người Trinh không biết sao nhưng mà bản thân Trinh thì thích những cái túi màu kem hơn là màu trắng, tại vì Trinh thấy màu kem kiểu nó sẽ sang hơn và nó rất là match với cái blazer mà Trinh đang mặc, cho nên là khi mà Trinh đi cái bộ này đi kèm với cái túi này thì nhìn rất là sang. Bạn này có tên là túi sách nữ kẹp ngách, cũng là phong cách công sở luôn. Trinh mua giá sale là còn 279.000, tổng cộng là có tới hai màu, màu đen với lại màu kem. Thật sự là màu nào cũng đẹp hết, nhưng mà Trinh nhìn vô thì Trinh thích cái màu kem liền, tại vì nó phối với cái họa tiết gold nhưng mà hơi retro một chút xíu á, làm cho cái túi này nhìn cái phong cách của nó rất là Hàn Quốc luôn. Bạn nào mà thích kiểu mặc váy dài, váy hoa và mùa xuân á thì mọi người đeo cái túi này rất là xinh. Đặc biệt là cái khóa của nó vô cùng mượt luôn nha mọi người, chứ không phải là dởm nha. Những cái túi dởm á thì cái khóa của nó sẽ kiểu bị rít á, mọi người sẽ rất là khó đóng. Nhưng mà bạn này vô cùng trơn trượt luôn nè. Đây Trinh mở cho mọi người xem nha. Đó. Nó rất là dễ tháo mở luôn. Bên trong thì ngăn cũng rất là to nữa, có cả một cái ngăn zip. Trinh rất là thích những cái túi mà trong có một cái ngăn zip nhỏ như thế này để mình để những cái đồ quan trọng. Và bạn này thì cũng có một cái túi zip kéo ngang qua, nhưng mà Trinh thấy thì nó hơi khó đóng một chút xíu, nên là Trinh cảm thấy không có cần lắm á, tại vì cái flap này, cái đóng nắp này lại nó đã khá là chắc chắn rồi. Trinh chỉ ước là phía đằng sau này thì nó có thêm một cái zip ngang như thế này để mà mình có thể bỏ những cái kiểu khẩu trang hay là thẻ xe này kia thì nó sẽ tiện hơn. Phong túi này là một cái phong túi rất là đứng ha, khác với lại cái phong túi đen thì nó hơi mềm một chút xíu, nó tạo một cái sự mềm mại. Còn cái phong túi đứng này thì nó hơi cứng, nó hơi chững chạc. Một là mọi người có thể mặc để mà đi làm, còn không là phải kiểu một phong cách rất là bụi. Còn không là mọi người mặc áo dài nhìn cái này nó điệu ơi là điệu luôn. Chất da thì vô cùng mượt luôn nha mọi người. Đối với cái chất da này thì nó sẽ hơi dễ trầy một chút xíu, cho nên khi mà mọi người dùng thì mọi người cẩn thận một chút là ok. Còn những cái họa tiết mà bằng kim loại nhìn rất là sắc sảo, đường kim mũi chỉ nhìn rất là đẹp luôn, và có khắc cả cái dòng chữ tên thương hiệu ở phía sau nữa. Còn ở phía dưới là có bốn cái đinh như thế này để mà mình để túi dưới đất thì nó không có bị dơ cái đít túi. Nói chung là Trinh rất ưng bạn này. Highly recommend mọi người. Đến với chiếc túi cuối cùng là một chiếc túi mà khá classic, một cái dạng túi đeo chéo, có tên là túi sách nữ đeo chéo. Trinh mua giá sale từ 510 còn 279.000, có tổng cộng là 3 màu khác nhau, màu đen, màu đỏ với lại màu kem. Nói chung là ba màu này màu nào cũng đẹp hết á, nhưng mà Trinh thấy có cái màu đỏ thì sẽ phù hợp với lại Tết á, cho nên là Trinh quyết định là chọn em màu đỏ này. Bạn này tông đỏ phối với cái dây xích vàng này là mọi người nhìn nó sang và nó nổi bật kinh khủng luôn. Thật sự khi mà Trinh mở cái túi này ra thì Trinh tưởng tượng nó sẽ ở một cái mức giá 500-600 ngàn, chứ không phải là một cái mức giá 200-mấy chục ngàn như vậy đâu, thật sự luôn á. Và cái nắp hít của nó là hít bằng nam châm ha, rất là chắc chắn đó, nhìn kiểu xịn lắm kìa. Ở bên trong thì mình có tổng cộng là 1, 2, 3, 4, tổng cộng là 5 ngăn. Trong đó thì có một ngăn kéo nhỏ, một ngăn kéo to, hai ngăn lớn và một cái ngăn nhỏ nhỏ này kiểu để giấy tờ, thẻ xe này kia cũng được. Bạn này thì nó sẽ không có đựng được nhiều đồ như là hai cái bạn túi lúc nãy, tại vì cái form của nó thì thứ nhất là nhỏ hơn, thứ hai là nó đứng hơn á, nên là cái phong cách này thì nó sẽ kiểu thiên về sang trọng. Mọi người sẽ để đi tiệc cưới là rất hợp luôn, hoặc là mùng 1 Tết nó mang cái này màu đỏ mọi người cho nó hên, lấy được nhiều tiền lì xì. Đó, chất da của bạn này thì nó sần hơn là cái chất da của cái bạn màu kem này. Cái bạn này thì kiểu là da bóng, còn cái bạn màu đỏ này thì Trinh cảm giác là nó là da mờ, cho nên là nó sẽ khó trầy hơn một chút xíu. Cái điểm mà Trinh thấy thú vị nhất ở cái chiếc túi này á là mọi người có thể mang theo hai phong cách, một là mọi người đeo chéo ha, còn không á là mọi người có thể thâu cái dây lên để mà mọi người đeo qua vai, đeo dạng cặp nách á, nó sẽ mang một cái phong cách khác theo kiểu sang trọng hơn á. Trinh thì Trinh rất thích những cái kiểu mà túi đeo bên vai như vậy. Cái cách thâu dây thì dễ lắm mọi người chỉ cần mở cái nắp này ra ha, sau đó mọi người lấy cái dây này mình vòng qua chừng hai vòng đó, xong rồi mọi người đóng lại rồi mình kéo lên
Ta-da! Rất là dễ luôn đúng không? Mọi người sẽ mang được hai phong cách. Nói chung là túi nào cũng rất xinh đó mọi người. Nhắc lại một lần nữa nha, video này là không hề được sponsor, không hề được tài trợ bởi hãng túi Mikoka đâu. Tại vì Trinh mua về để review cho mọi người. Thật sự thì trên thị trường nó có rất là nhiều các loại túi khác nhau, thượng vàm hạ cám, Trinh thấy 40-50 ngàn cũng có nữa. Trinh đang đặt một số các cái món túi mà 40-50 ngàn đó nó để về review so sánh chất lượng cho mọi người, so với cái dòng túi 200 mấy thì như thế nào, thậm chí là so với cái dòng túi mấy triệu thì như thế nào. Nhưng mà trước mắt thì Trinh thấy là với cái mức giá trên 200-mấy chục ngàn của Mikoka thì là một cái mức giá rất là hợp lý cho cái chất lượng của nó. So với những chiếc túi như là của Vascara hay là của Juno, mức giá nó cao hơn 3-4 lần lận, nhưng mà cái chất lượng của nó cũng ngang ngửa với nhà Mikoka thôi. Cho nên đây là một cái thương hiệu mà thật sự Trinh rất là recommend đối với tất cả mọi người, từ những cái bạn đi làm nè, hoặc là những bạn học sinh, sinh viên. 200-mấy chục ngàn cho một chiếc túi là không hề đắt nha. Những cái mẫu thiết kế của nhà Mikoka thì Trinh thấy là kiểu dáng rất là đa dạng và màu sắc rất trendy luôn, không có bị sến, phù hợp với nhiều đối tượng khác nhau, từ những bạn học sinh, sinh viên cho đến những bạn đi làm, thậm chí là những cái túi dành cho người lớn tuổi như là mẹ mình thì cũng tìm được những cái túi phù hợp nữa đó. Hy vọng thì đó là những cái review hữu ích, và mọi người nhớ là nếu mà muốn mua thì phải mua liền bây giờ, chứ không là sẽ không có kịp ship trước Tết. Mọi người đừng có đợi sát ngày quá, mình mua thì cái bên vận chuyển họ bị quá tải thì họ sẽ chậm trễ cho đơn hàng của mình. Nên là mọi người rất đáng nên mua luôn á. Trinh vô cùng hài lòng với tất cả những chiếc túi ngày hôm nay, và hy vọng là mọi người cũng đã tìm được những thông tin hữu ích. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin chào mọi người trong một video tiếp theo. Bye.